áp dụng công nghệ đẳng cấp thế giới, bóng đá Đông Nam Á đứng trước bước tiến lịch sử. Giải U23 Đông Nam Á 2023 hứa hẹn sẽ đem tới bước tiến lớn cho bóng đá khu vực. Trang SMM Sport đưa tin, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Thanasak Suraprasert đã tiết lộ kế hoạch lựa chọn sân vận động đáp ứng đủ tiêu chuẩn đặc biệt cho giải U23. Đông Nam Á 2023. Sở dĩ nước chủ nhà giải đấu quan tâm tới vấn đề này bởi họ muốn áp dụng hệ thống VAR cho các trận bán kết và chung kết. Theo dòng phát triển của bóng đá, VAR, trợ lý trọng tài video, đã trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ công việc của các trọng tài trên sân. Với hàng loạt camera được bố trí xung quanh sân và giúp trọng tài có thể phân tích chính xác tình huống và đưa ra quyết định xử lý hợp lý nhất. Hầu hết các giải đấu lớn trên thế giới đều đã áp dụng VAR. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã chơi trọn vẹn 10 trận đấu dưới sự quan sát của hệ thống này. Tại khu vực Đông Nam Á, VAR chưa được áp dụng tại các kỳ AFF Cup và SEA Games gần nhất. Chính vì thế, giải U23 Đông Nam Á 2023 nhiều khả năng sẽ trở thành giải đấu chính thức đầu tiên của khu vực có sự hiện diện của VAR. Điều này hứa hẹn giúp nâng cao chất lượng các trận đấu. Chủ nhà Thái Lan có khá nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành VAR tại các giải đấu. Cách đây 3 năm, vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức ở Thái Lan đã áp dụng VAR trong tất cả 32 trận đấu. Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang đẩy nhanh kế hoạch đưa VAR vào các trận đấu V-League và giải hạng nhất. Hàng loạt khóa đào tạo sử dụng VAR đã được tổ chức cho các trọng tài với sự hỗ trợ từ các chuyên gia FIFA.